mọi người, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi sâu vào bên trong nha. Đó. Mát quá, hồi nãy nắng quá mình phải đội cái nón nè mọi người. Đây là trung tâm mua sắm lớn các bạn ơi. Hơi ồn. Field trip, I know. Where is the food court? Here. Okay, then let's go. Ở đây họ có cho mình để những cái máy để mình có thể thư giãn massage. Khi mà mình đi mỗi chân mình có thể lên đó mình bỏ tiền vô cái bắt đầu mình ngồi mình xoa bóp. Đó. À, đây là quầy dầu thơm, quầy nước hoa nè các bạn. Rất là nhiều. Đi vô đây là chỉ có nước là xài hết tiền thôi. Bạn thấy rộng lớn kìa. Bây giờ ngày hôm nay mình sẽ mời tất cả mọi người cùng đi shopping với mình nha. Đây là khu trung tâm mua sắm khá là lớn và mình phải đi một tiếng mấy mới đến đây đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? À, buổi trưa hè thì trốn trong đây rất là ok. Các bạn thấy không? Mọi người chủ nhật đi đến đây chơi và giải trí. Có rất nhiều thương hiệu. Đi đường nào? Đi đường này hả? Giỏ nè, bây giờ mình sẽ quay giỏ cho các bạn xem nha. Rất là nhiều mẫu giỏ đẹp luôn mọi người. Đây. Mình thấy có chiếc giỏ này dễ thương nè. Cái mẫu này. Kevin Can nè các bạn. Đồ tắm, đồ bikini. Ốp lộng. Từ mấy chỗ axit á. Đây là quầy ăn uống trong mo lớn kìa các bạn ha. Đây là những cái quầy đồ ăn, mỗi khi mình đi mệt rồi mình có thể ghé vào đây. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình gặp hai nhân vật. Hello. Đây là anh Đức Vũ. Ở bên đây. Hello, hello, hello. Các bạn đã thấy anh này rồi, đúng không? Và bên đây đó nè. Chưa vô. Ở đây đó nè. Hello. Hello. Đó, bà kia nó kìa. Đó. Quay lên đây ạ. Quay. Đó các bạn thấy không? YouTuber không các bạn? Đây. Trời ơi, đều là YouTuber hết. Mấy YouTuber gặp nhau, hẹn gặp nhau. À, hôm nay mấy YouTuber hẹn gặp nhau và đi chơi các bạn. Các bạn biết đây là cái mo là các bạn rất là lớn và chị em đi vô trong đây. Quần một chút xíu cho nó mát xong rồi đi ra ngoài chứ mua sắm gì ở đây hết trơn mọi người ơi. Cái quầy này là quầy đồ ăn nha các bạn. Chỗ đồ ăn nó để cho người ta đi shopping rồi tất cả mọi chỗ tụ đói à. Vô live của bạn kìa. Live của bạn nào? Chưa có lên mà. Chưa lên. Các bạn bây giờ YouTube này tác nghiệp đó các bạn. Đó, YouTube này tác nghiệp đó. Các bạn thấy không? Thấy chưa? Hai anh ơi, ngày hôm nay hai anh gặp nhau, hai anh được mấy video rồi? Hình như mỗi bạn được một video rồi. Vậy hả? Có vô rồi các bạn ơi. Đủ rồi, tối về ngủ rồi phải không? À, tối về ngủ ngon rồi phải không?
Trời ơi, gặp mua ngoài ốm nhôm rồi các bạn ơi. Cái này là muốn một cái bắt cái liền mất tiêu rồi bạn. Ồ, nhỏ xíu à, ai cũng nhỏ xíu con hả bạn. Đây cũng nhỏ xíu à, ốm nhất rồi. Hay là anh mặc ba áo rồi đó. Nè, ý là mặc áo dày lên để cho nhìn nó mập mập rồi đó các bạn. Đây, còn chị Mai Vũ là tranh thủ live stream nhưng mà do mạng hơi yếu. Chờ quá. Mạng yếu rồi, có ai lên không? Cái này 4 người hả? Đồng này các bạn vô mày coi nha. Hello các bạn, bây giờ mình đi vào cái quầy bán đồ để xem có cái gì để mua hay không. Vì do chị Tâm Mì ở phía ngoài á, chị thích một cái đầm, chị thích cái chân váy này nè các bạn. Giờ chị vô xem cái đầm xong rồi sợ người ta chờ, bây giờ đi ra các bạn ơi. Đây là mọi người, họ chân ra đây nè, đẹp à. Sale up 50% luôn các bạn.